Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bình Thuận có biến, ông Trọng xô quân, sửa hàng loạt quan chức cấp cao. Trước hội nghị trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam sắp diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng đang gấp rút cho thanh lọc nhân sự khắp mọi miền của đất nước. Ngoài những quan chức cấp cao ở trung ương và các tỉnh dính đến các vụ án của công ty Việt Á lần lượt đưa ra xử lý, thì những quan chức địa phương có dính dáng đến đất đai đều bị xử lý rất mạnh. Biết rằng xử lý ông quan chức này thì lại có ông quan chức khác trồi lên tham nhũng đủ kiểu. Tuy nhiên, vì thành tích đốt lò, rêu danh sử sách của Đảng Cộng sản, nên ông Trọng làm rất mạnh tay. Đây được xem như di sản của ông để lại trước khi ông rời chiếc ghế Tổng Bí Thư. Thực tế thì nền kinh tế Việt Nam đang nát bét bởi sự lộng hành của những gian thương và quan chức biến chất. Không thể bắt hết mọi quan chức, cũng như không thể bắt hết mọi người đứng đầu của doanh nghiệp. Nền kinh tế Việt Nam không thể sửa chữa được nữa, mà chỉ có thể cắt một vài ung nhọt để trấn an lòng dân là chủ yếu. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho người dân Việt Nam phấn khởi, mặc dù người dân thấp cổ bé họng, không được hoàn trả thiệt hại và đất nước Việt Nam không khởi sắc được. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người đang cho đốt lò rất mạnh. Sau khi cho bắt hàng loạt quan chức liên quan đến vụ công ty Việt Á, thì nay ông Nguyễn Phú Trọng xua quân vào Bình Thuận cho xử hai cựu quan chức đứng đầu của tỉnh này. Vào ngày 26 tháng 4, báo chí đưa tin Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam cho thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011-2021, theo danh sách có 10 nhân vật lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này bị dính kỷ luật. Tuy nhiên, điều đáng nói là hai cựu bí thư tỉnh ủy Bình Thuận đều bị dính phốt. Đích thân, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì các cá nhân và tổ chức đảng cấp tỉnh của Bình Thuận bị đưa vào tầm ngắm hàng loạt. Đây là hình ảnh thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đảng viên của mình lên thớt. Bộ Chính trị đã kết luận Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2020, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, sử dụng đất và thực hiện một số dự án để một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh bị khởi tố, bắt tạm giam. Đáng nói là ông Huỳnh Văn Tý, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2005-2015, là người kế nhiệm của ông Tý là ông Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, phải chịu trách nhiệm cá nhân trong việc ký một số kết luận của Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương quy hoạch chi tiết và phương pháp cách thức xác định giá đất khu vực dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết có nội dung vi phạm quy định của pháp luật. Hai ông này đã bị vi phạm kỷ luật với hình thức là khiển trách. Theo bản kết luận thì ông Huỳnh Văn Tý, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Tiến Phương, Nguyễn Ngọc Hai, Lương Văn Hải, Hồ Lâm đã gây hậu quả nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội và phát sinh nhiều đơn thư tố cáo, phản ánh kéo dài, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Vi phạm của các ông bao gồm Võ Tấn Thái, Lê Văn Rẽ, Diệp Dũng gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng ở đây. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam thường chỉ bị kỷ luật cảnh cáo mà thôi, trong khi số tiền thất thoát của ngân sách lên tới hàng ngàn tỷ đồng, đó chính là tiền thuế và tiền của nhân dân Việt Nam bị mất đi. Đây là hình ảnh ông Huỳnh Văn Tý và ông Nguyễn Mạnh Hùng. Thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước này bằng vũ lực chứ chẳng có uy tín nào cả. Ngay trong tư duy chính quyền này cũng suy nghĩ rằng rất bất công rằng chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi, dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tức là chính quyền họ xem luật pháp
để cai trị người dân chứ không phải cai trị quan. Việc ông Nguyễn Phú Trọng lôi hàng loạt quan chức ra xử đã thấy không phải là sự nghiêm minh của luật pháp như nhiều người nghĩ, mà đó chỉ là thanh trừng trong đảng mà thôi. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan có thẩm quyền cao nhất khi xem xét xử lý, và những quyết định này còn lớn hơn cả pháp luật. Có lẽ từ nay cho đến khi cái lò của ông Trọng không còn cháy nữa, thì hầu hết Trung ương Đảng đều là thân hữu của ông Trọng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ngày hôm nay với tiêu đề Châu Chấu VinFast đem quân sang châu Âu đá cỗ xe tăng Đức. Là tự sát hay đang ẩn chứa âm mưu gì? Đức chính là nơi sản sinh những thương hiệu xe ô tô sang nổi tiếng của thế giới như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, VW. Và tất cả những thương hiệu này đều bám rễ trên khắp thị trường trên thế giới mà rất khó có thể đổi chủ và có thể đánh bật được họ. Ở thị trường xe bình dân hơn thì có xe Volkswagen, cũng là một ông khổng lồ trong ngành ô tô trên thế giới. Những ông lớn này có hầu hết là tuổi đời hàng trăm năm, họ phát triển qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử và đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường. Họ đang có hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi trên toàn cầu. Tuy là những xe xăng truyền thống, nhưng những năm gần đây các hãng này đã chuyển dần sang xe điện. Đặc biệt là hãng Porsche đã có những chiếc xe điện Taycan đưa ra hầu hết các đại lý trên toàn thế giới và được đón nhận nhiệt tình. Từ xe ô tô chạy xăng, họ chuyển sang xe điện một cách nhẹ nhàng mà không hề phải đầu tư thêm nhiều với cơ sở hạ tầng cho việc bán xe điện trên toàn thế giới. Họ kế thừa của nền tảng vững chắc đã có từ trước đó. Có thể nói, nền tảng sản xuất và bán hàng của hãng Đức vững chắc chẳng khác nào hình ảnh cỗ xe tăng mà thế giới đã ví von cho đội tuyển bóng đá Đức vậy. Vững chãi và luôn ở hạng top đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới. Đây là chiếc xe Porsche mới nhất. Một xe điện đã được thị trường chấp nhận, và liệu VinFast có thể cạnh tranh nổi với họ hay không là câu hỏi được đặt ra. Hãng ô tô VinFast của Việt Nam là một hãng có tuổi đời rất trẻ, chỉ 44 năm, nhưng loại xe xăng của họ đã phải nói lời từ biệt với thị trường vào cuối năm 2022 và thậm chí là nói lời vĩnh biệt. Nền tảng chưa vững nhưng chóng tàn thì làm sao có thể cạnh tranh được với ông lớn ngành ô tô của Đức. Mới đây, hãng VinFast cũng tổ chức ra mắt xe ô tô tại Đức và giới thiệu. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là nơi mà ông Phạm Nhật Vượng thuê để ra mắt những chiếc xe ô tô điện đình đám lại khá sập sệ, không tương xứng với những gì được bơm lên truyền thông trong nước và quốc tế. Với hình ảnh như vậy thì làm sao VinFast đủ mạnh để đấu lại được với những ông lớn như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche được? VinFast chỉ là châu chấu nhưng lại muốn đem quân sang Đức để đánh nhào cỗ xe tăng Đức là điều khó tưởng. Vậy mục đích thực sự của ông Phạm Nhật Vượng là gì khi đem xe sang Đức để ra mắt và chào bán với bàn dân thiên hạ? Có lẽ việc cần lớn nhất của ông Phượng cho VinFast chính là nguồn vốn. Được biết, vốn cho nhà máy VinFast tại thị trường Mỹ là 4 tỷ đô và ông Phạm Nhật Vượng đang muốn huy động bằng cách IPO VinFast trên thị trường Mỹ. Như vậy, cũng không khó đoán việc ra mắt xe trên nước Đức chỉ là huy động vốn. Còn khi huy động vốn rồi, có phát triển VinFast được hay không, thì đấy là chuyện của tương lai. VinFast tính ngưng sản xuất xe xăng sau 4 năm ra mắt thị trường cũng đủ người ta hình dung sự thành công của hãng ô tô VinFast đến đâu rồi. Để huy động vốn, ông Phạm Nhật Vượng cho đánh truyền thông rất mạnh, cả truyền thông trong nước lẫn truyền thông ở quốc tế. Đây là hình ảnh xe xăng của VinFast được bán ở thị trường nội địa không quá 5 năm. Vậy số phận của xe điện có khá hơn hay không là câu hỏi được đặt ra. Mặc dù xe xăng đã sản xuất nhưng phải từ bỏ vì nó có giá thành rất cao và tiêu chuẩn môi trường rất thấp. Đầu tháng 1, trang Auto News của bản châu Âu cho biết xe hãng VinFast là cơ quan xúc tiến thương mại đầu tư tại Đức đã làm việc để hỗ trợ hãng xe Việt Nam tìm địa điểm đặt nhà máy sản xuất ô tô điện tại quốc gia này. Ngoài ô tô điện cá nhân, VinFast sẽ sản xuất cả xe bus ở nhà máy này. Không biết thực hư như thế nào, nhưng biết cách ra mắt VinFast tại Đức vừa qua tại Berlin cho thấy không thể xứng tầm với những gì đã được đăng trên báo chí. Cũng theo tờ báo này, thì VinFast dự kiến sẽ mang những mẫu ô tô điện của mình sản xuất ở nhà máy tại Hải Phòng
để bán cho thị trường Đức, Pháp, Hà Lan trong năm nay. Hãng xe sẽ áp dụng mô hình phân phối tương tự Tesla, tức là không dựa vào các đại lý được nhượng quyền mà mở bán trực tuyến thông qua các showroom mà VinFast sở hữu. Đây là hình ảnh với ông Phạm Nhật Vượng, hiện nay quan trọng nhất là huy động vốn. Thật là những lời có cánh, tuy nhiên thực tế thì cho đến nay vẫn chưa thực sự xúc tiến đúng tầm những gì đã được báo chí đưa tin. Xe tại thị trường Việt Nam của VinFast vẫn chưa khẳng định được vị thế trong thị trường nội địa, nhưng lại đem sang Đức và châu Âu cạnh tranh với những xe và những hãng lớn, thì như đấy là nhiệm vụ rất bất khả thi của ông Vượng. Và việc đánh trống khua chiêng của ông Phạm Nhật Vượng xem ra mục đích kiếm vốn là cần thiết hơn tất cả. Còn cạnh tranh thì e không thể